Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 2, Công an huyện Mộ Đức Quảng Ngãi cho biết, đơn vị củng cố hồ sơ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Đức Minh, Mộ Đức vào tối ngày 15 tháng 2, mùng 6 Tết. Đối tượng gây án là TNT, sinh năm 1996, chú thôn Minh Tân, xã Đức Minh, đã ra công an xã đầu thú sau khi gây án. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 2, chị LTMH, sinh năm 2000, chú xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, đến nhà chồng TNT, sinh năm 1996, chú xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, để đón hai con nhỏ về nhà ngoại chơi do không báo trước với T, nên khi hai con nhỏ vào xin phép bố để đi với mẹ, cả hai phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng T và H cãi nhau, bực tức. TNT đã dùng hung khí đâm chị LTMH khiến chị H tử vong ngay tại chỗ. Được biết, qua thời gian vợ chồng TNT và LTMH cùng hai con nhỏ vào tỉnh Đồng Tháp bán hủ tiếu, đầu năm 2023, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, T đưa hai con nhỏ trở về quê xã Đức Minh, huyện Mộ Đức sinh sống, chị LTMH tiếp tục ở lại tỉnh Đồng Tháp buôn bán, đến ngày mùng 8 tháng 2, ngày 29 Tết Nguyên đán 2024 mới về nhà cha mẹ đẻ ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Tối ngày 15 tháng 2, LTMH đến nhà đón hai con nhỏ về nhà ngoại chơi thì xảy ra vụ việc. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.